Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính có trong chương trình hôm nay. Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương thăm và chúc Tết Đảng bộ nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang. Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh kiểm tra phong trào làng mới tại xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên. Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với lực lượng vũ trang. Gương đảng viên lão thành ở huyện Yên Minh gương mẫu. Hội phụ nữ huyện Vị Xuyên tặng nhà mái ấm tình thương cho hội viên nghèo. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp cả nước chuẩn bị vui Tết đón xuân cổ truyền Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 của dân tộc, ngày 31 tháng 1, đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang. Đón đoàn tại trụ sở Tỉnh ủy Hà Giang có các đồng chí Vương Mỹ Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Thảo Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 đơn vị tỉnh Hà Giang, Lý Mỹ Lử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Vương Mỹ Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã báo cáo sơ lược với đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương về tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Hà Giang năm 2014. Trong năm qua, dưới sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Đảng bộ nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy nội lực, chủ động bám sát tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm trọng điểm nên đã giành được thắng lợi to lớn trên các lĩnh vực. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt, tình hình an ninh chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Trong dịp này, Đảng bộ chính quyền các cấp trong tỉnh đang tích cực làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho nhân dân vui xuân đón Tết cổ truyền Nguyên đán Ất Mùi 2015 với chủ trương chỉ đạo xuyên suốt, không để hộ dân nào không có Tết, làm tốt công tác dân vận của Đảng, huy động mọi nguồn lực xã hội giúp đỡ các hộ nghèo có đủ lương thực, thực phẩm, vui xuân đón Tết trong không khí vui vẻ, an toàn và tiết kiệm. Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã đạt được trên các lĩnh vực năm 2014. Dịp này, đồng chí Hà Thị Khiết đã trao cho lãnh đạo tỉnh đi tặng quà chúc Tết cho 100 hộ nghèo của tỉnh. Tặng quà chúc Tết lãnh đạo tỉnh Hà Giang, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 đơn vị tỉnh Hà Giang, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang tiếp tục làm tốt công tác dân vận của Đảng, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm vượt khó vươn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng nơi biên cương địa đầu của Tổ quốc. Trong không khí chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương chúc nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh Hà Giang có một cái Tết ấm áp, vui tươi và an toàn. Cần quyết liệt, linh hoạt hơn nữa trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới là đề nghị của Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đưa ra tại buổi đi thăm và khảo sát phong trào làng mới tại xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên. Đây là xã đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo huyện Vị Xuyên, xã Việt Lâm đã đến thăm và khảo sát mô hình dồn điền đổi thừa tại thôn Trung, mô hình hội đồng quản lý và phát triển thôn, phong trào làng mới cùng ở thôn Trang. Đây là hai thôn đã có nhiều cách làm sáng tạo trong chương trình xây dựng nông thôn mới của xã Việt Lâm. Tại thôn Trung, thực hiện việc dồn điền, đổi thừa, trong năm 2014, toàn thôn đã xóa bỏ được 387 bờ ruộng, nhờ đó diện tích đất sản xuất của thôn đã tăng thêm được 6.700 m². Để kịp thời động viên người dân thực hiện dồn điền, đổi thừa, huyện Vị Xuyên đã hỗ trợ các hộ nông dân trong thôn 450 tấn xi măng để làm đường xương cá nội đồng và làm bờ ruộng. Với thôn Trang, đây là thôn thí điểm thành lập mô hình hội đồng quản lý và phát triển thôn với nòng cốt là bí thư chi bộ, trưởng thôn bản, công an viên, phụ nữ, thanh niên, người cao tuổi và y tế thôn bản. Việc thành lập hội đồng quản lý và phát triển thôn nhằm kịp thời nắm bắt, giải quyết các vụ việc phát sinh ngay tại cơ sở. Đồng thời đây cũng là tổ chức sẽ trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.
Từ khi thành lập đến nay, Hội đồng Quản lý và Phát triển thôn Trang luôn duy trì chế độ trực luân phiên tại hội trường thôn, cung ứng vật tư nông nghiệp, chỉ đạo sản xuất cho người nông dân, đồng thời còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao quần chúng. Cũng nhờ đó phong trào làng mới đang dần hình thành trong việc làm hàng ngày của người nông dân. Phát biểu tại buổi đến thăm và khảo sát phong trào làng mới tại xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đánh giá cao sự vào cuộc, phương pháp tổ chức của cấp ủy chính quyền huyện Vị Xuyên, xã Việt Lâm cũng như sự tham gia tích cực của từng hộ nông dân. Từ những phong trào đang có, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị xã cần quyết liệt, tích cực hơn nữa trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Người dân cần chủ động hơn, tập trung hoàn thiện nốt các điểm còn thiếu khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với một số tiêu chí khó thực hiện như vệ sinh môi trường, tổ chức lại sản xuất cho người nông dân, xã Việt Lâm cần mạnh dạn đổi mới cách làm, thống nhất trong quá trình thực hiện. Trong quá trình tổ chức, chính quyền địa phương cần linh hoạt sáng tạo và luôn luôn tự làm mới trong chỉ đạo cũng như tổ chức thực hiện. Về phong trào làng mới, đây không phải là một khái niệm mới mẻ mà nó là việc làm hàng ngày của người nông dân. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đề nghị huyện Vị Xuyên cũng như xã Việt Lâm cần tập trung vận động, hướng dẫn nhân dân tự chỉnh trang khuôn viên hộ gia đình, vệ sinh đường làng ngõ xóm theo hướng luôn mới, luôn sáng. Ngày 30 tháng 1, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã diễn ra hội nghị sơ kết một năm triển khai thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban dân vận tỉnh ủy, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Đồng chí Vương Mỹ Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, dự và chỉ đạo. Trong năm qua, quy chế phối hợp hoạt động công tác dân vận giữa Ban dân vận tỉnh ủy với ba lực lượng, biên phòng, công an, quân sự trên địa bàn toàn tỉnh được duy trì, thực hiện có hiệu quả. Hoạt động phối hợp tập trung vào các vấn đề trọng tâm, tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc, thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Trong năm 2014, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với Ban dân vận tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tổ chức nhiều phong trào thi đua như thi đua dân vận khéo, phong trào tổ an ninh tự quản, phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự xóm bản khu vực biên giới, duy trì các mô hình giúp dân phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Ba lực lượng đã phối hợp với Ban dân vận tỉnh ủy tích cực tham gia xây dựng củng cố cơ sở chính trị vững mạnh, duy trì và chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, phát hiện, xử lý, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra và có biện pháp ngăn chặn có hiệu quả, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá những kết quả đạt được trong năm qua và chỉ ra các mặt còn tồn tại để tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vương Mỹ Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, biểu dương những kết quả đã đạt được giữa Ban dân vận tỉnh ủy với các lực lượng vũ trang trong năm 2014. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí Vương Mỹ Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban dân vận tỉnh ủy và các lực lượng vũ trang tiếp tục thực hiện tốt các nội dung quy chế phối hợp, cụ thể hóa các hoạt động dân vận, nâng cao cảnh giác cách mạng, tố giác tội phạm, tích cực tuyên truyền, quản lý, nắm chắc tình hình nội ngoại biên, phối hợp với nhân dân trong việc quản lý đường biên cột mốc, đẩy mạnh công tác dân vận của các cấp ủy Đảng chính quyền. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vương Mỹ Vàng cũng lưu ý, năm 2015 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Do vậy, Ban dân vận tỉnh ủy và các lực lượng vũ trang cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, đẩy mạnh các giải pháp thực hiện tốt các phong trào thi đua cũng như hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nghị quyết của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, để hoàn thành mục tiêu chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh đã được đề ra trong các nghị quyết của Chính phủ, của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, hợp tác xã và đơn vị kinh tế trong toàn tỉnh quán triệt và tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau. Các cấp, các ngành quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng lãng phí. Bảo đảm quốc phòng an ninh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.
tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, ưu tiên cho các chỉ tiêu còn đạt thấp trên cơ sở thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn các chương trình, đề án, dự án của tỉnh đã đề ra, làm cơ sở cho đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015. Phối hợp chặt chẽ, tập trung giải quyết những khó khăn vướng mắc của các cấp, các ngành. Các sở, ngành, chức năng tập trung triển khai nghiên cứu, xây dựng đề xuất và ban hành một số chính sách, cơ chế đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2015-2020. Các cơ chế chính sách khuyến khích thu hút đầu tư phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Các ngành, các cấp tiếp tục tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác, liên kết với các bộ ngành trung ương, các địa phương có tiềm năng phát triển, các trường đại học, viện nghiên cứu, các nhà khoa học, cơ sở nghiên cứu khoa học, nhà quản lý, các ngân hàng, tổng công ty, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước để tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ về mọi mặt cho phát triển kinh tế xã hội. Kiện toàn, sắp xếp và xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị có nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ. Nâng cao trách nhiệm, tính chủ động trong xây dựng các dự án thu hút đầu tư, huy động hiệu quả nguồn vốn ODA và các nguồn lực ngoài nhà nước cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Tập trung vào hệ thống đường giao thông, cấp nước sinh hoạt, hạ tầng đô thị, phát triển nguồn nhân lực. Tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết số 19 NQCP ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thực hiện nghiêm việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Các cấp các ngành tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác, xúc tiến thu hút đầu tư để phát triển, gắn với quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực, ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn cho các mục tiêu, công trình, dự án trọng điểm, khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản. Đẩy nhanh tiến độ lập các dự án quy hoạch tổng thể dịch vụ du lịch, bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn. Quy hoạch khu dịch vụ du lịch giải trí cao cấp tại thành phố Hà Giang. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, khởi công xây dựng các dự án đầu tư hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, Xín Mần, Đô Long, Sampul, Điền Bồng. Đề án di chuyển các trường chuyên nghiệp. Đề án hợp khối các cơ quan hành chính của tỉnh, hạ tầng thị xã Việt Quang và trung tâm huyện lỵ huyện Bắc Quang. Các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Xin chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 1, Công an thành phố Hà Giang đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Tới dự có lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo thành phố Hà Giang. Trong năm 2014, Công an thành phố Hà Giang đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, chương trình lãnh đạo của cấp trên về đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm đột phá. Trong năm, về tội phạm hình sự trên địa bàn xảy ra 53 vụ với 82 đối tượng, về tội phạm trật tự xã hội có 40 vụ với 64 đối tượng, tội phạm về ma túy có 10 vụ với 12 đối tượng, thu giữ 13,4 gram heroin, 0,9 gram ma túy đá, phát hiện một vụ trồng cây thuốc viện với 200 cây. Về tình hình trật tự an toàn giao thông đã giảm trên cả 3 tiêu chí. Trong năm xảy ra 8 vụ với 8 người chết, 7 người bị thương. Hội nghị đã tập trung thảo luận triển khai phương hướng trong năm 2015 với các nhiệm vụ cụ thể. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo thành phố Hà Giang đánh giá cao các kết quả mà Công an thành phố đạt được trong năm 2014. Đồng thời đề nghị thời gian tới, Công an thành phố Hà Giang cần tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm tốt công tác nắm tình hình để chủ động giải quyết dứt điểm, tránh để xảy ra điểm nóng, vấn đề nổi cộm. Riêng đối với loại tội phạm hoạt động theo băng nhóm, xã hội đen phải cương quyết, dứt khoát, xử lý nghiêm. Tăng cường công tác phòng ngừa xã hội, đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, công tác quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Tiếp tục chủ động làm tốt công tác tham mưu, nắm, bám chắc cơ sở, địa bàn, làm tốt công tác biểu dương khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích, chiến công xuất sắc. Tập trung đột phá công tác cao điểm để bảo vệ an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 và bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 12 của Đảng. Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Văn vừa tổ chức hội nghị sơ kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Trong năm qua, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Đồng Văn tương đối ổn định. Các vụ việc liên quan đến trật tự an toàn xã hội được giải quyết kịp thời.
lực lượng công an xã thị trấn đã chủ động nắm chắc tình hình, quản lý đối tượng và tham mưu cho cấp ủy chính quyền về các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, đẩy mạnh công tác quản lý lưu trú, tạm vắng. Với nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn, huyện Đồng Văn đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo nhiều hình thức, mô hình hoạt động khác nhau nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, tập trung vào công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, củng cố, phát huy tác dụng của các mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng mô hình mới về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực giáp ranh giữa ba huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở khu vực giáp ranh. Năm 2015, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, trật tự xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Đồng Văn tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tuyên truyền cho nhân dân biết và thực hiện tốt nghị định của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Dịp này, 6 cá nhân được Bộ Công an tặng kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ủy ban nhân dân huyện Đồng Văn cũng đã tặng giấy khen cho 10 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2014. Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc. Suốt chặng đường thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong 85 năm qua là minh chứng hùng hồn về sức mạnh kỳ diệu của dân tộc Việt Nam. Trong đó, những người cộng sản kiên trung là nhân tố quan trọng viết lên những trang sử hào hùng của Đảng, của cách mạng. Cho dù năm tháng có đi qua, nhưng niềm tin với Đảng, với Bác Hồ vẫn không hề phai mờ trong trái tim những người cộng sản. Ông Hoàng Lùng, một đảng viên lão thành tại xã Đông Minh, huyện Yên Minh, là một con người như thế. Chúng tôi tới thăm ông Hoàng Lùng, một đảng viên lão thành mẫu mực tại xã Đông Minh, huyện Yên Minh, vào đúng dịp khi mà cả nước đang dấy lên nhiều phong trào thi đua thiết thực, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Dù đã gần 90 tuổi, nhưng ông vẫn còn nhanh nhẹn và minh mẫn. Ông đón tiếp chúng tôi niềm nở với những câu chuyện về chặng đường hoạt động cách mạng của mình. Ông Hoàng Lùng, sinh năm 1928 tại xã Đông Minh, huyện Yên Minh, tham gia hoạt động cách mạng từ năm 17 tuổi. Đến năm 1949, ở cái tuổi 21 đầy nhiệt huyết, người thanh niên Hoàng Lùng chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông tham gia quân đội và cống hiến hết sức mình cho kháng chiến vì nền độc lập của Tổ quốc. Sau đó trải qua nhiều cương vị lãnh đạo của huyện Đồng Văn rồi huyện Yên Minh, ông đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia và xây dựng huyện Yên Minh ngày càng phát triển. Ông luôn gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động. Ông tâm niệm, những phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng là vinh dự lớn lao của những người đảng viên như ông. Và đó chính là động lực thôi thúc ông cần cống hiến, cần đóng góp nhiều hơn nữa để xây dựng quê hương. Bắt đầu nghỉ hưu thì tôi lại xuống theo yêu cầu hồi ấy là còn chiến tranh biên giới thì tôi lại xuống xã là tôi tham gia đảng ủy xã Yên Minh được 2 khóa. Hai khóa đảng ủy xã Yên Minh. Thế về nông thôn thì về xã, về thôn bản thì tôi lại tham gia đóng góp vào hợp tác. Thì kể ông chả làm được nhiều nhưng mà cũng biết đâu thì cố gắng mà theo yêu cầu thì tôi sẽ tham gia. Mà thời gian tới thì nếu mà sức khỏe còn mà cái nào hiểu biết thì tôi sẽ cố gắng gọi là đóng góp cho ở thôn bản hoặc là nếu mà có yêu cầu của xã hoặc là thôn bản chi bộ thì tôi sẽ hiểu đến đâu thì tôi sẽ cố gắng đóng góp. Tôi cũng muốn là ở cái chi bộ này làm thế nào là có những cái cố gắng. Trong công tác xây dựng đảng, việc giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức và trách nhiệm của người đảng viên luôn được coi trọng. Người cán bộ đảng viên phải gương mẫu, hết lòng tận tụy phục vụ nhân dân và làm tròn nhiệm vụ được giao. Bởi vậy, ông luôn động viên con cháu phải nhiệt tình, hăng hái tham gia hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, phải luôn là những công chức tốt, người đảng viên tiêu biểu để xứng đáng với truyền thống cách mạng của gia đình. Nay tuy tuổi cao sức yếu, nhưng ông luôn nêu cao tinh thần học theo Bác. Tại mỗi buổi họp chi bộ, ông đều có mặt đầy đủ, đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Là một người có uy tín, trách nhiệm, ông luôn tuyên truyền vận động nhân dân trong thôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nêu cao tinh thần đoàn kết nên được nhân dân
và bà con lối xóm yêu mến. Cụ Lùng thì năm nay được 86 tuổi, tuổi đảng thì 66 tuổi. Nhưng mà bác vẫn cống hiến cho bản làng, những các cuộc họp chi bộ bác đều có ý kiến tham gia xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh trong năm 2014 và 2015. Và sự quan tâm của bác thì đứng về cụ thì phải nói là có uy tín trong thôn bản, được thôn bản tin tưởng bầu đồng chí làm gia làng, giúp những trưởng bản và các con cháu trong sinh hoạt thôn bản. Với 66 năm tuổi đảng, những công hiến và tấm lòng của người đảng viên lão thành cách mạng Hoàng Lùng là tấm gương sáng để con cháu và nhân dân noi theo, góp sức công hiến cho sự nghiệp chung của đảng, sự phát triển của quê hương, tô thắm cho bức tranh vẻ vang 85 mùa xuân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chiều ngày 29 tháng 1, Sở Nội vụ, Sở Y tế và Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh Hà Giang đã tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2015, đồng chí Hoàng Thị Dung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh Hà Giang được nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Đồng chí Nguyễn Công Khanh, Phó Chi cục trưởng được bổ nhiệm giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh. Đồng chí Lý Chí Phương, trưởng phòng truyền thông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lương Viết Thuần, Giám đốc Sở Y tế ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Hoàng Thị Dung trong hơn 30 năm cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành y tế tỉnh. Mong muốn sau khi nghỉ hưu, đồng chí vẫn tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình công tác của mình cho ngành y tế. Đối với các đồng chí được bổ nhiệm lần này, sẽ tiếp tục rèn luyện, học hỏi, phát huy kinh nghiệm, sở trường và tâm huyết của mình, đảm nhiệm tốt trọng trách được giao phó. Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Thị Dung, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh đã chia sẻ tâm tư tình cảm của mình trước khi về nghỉ chế độ. Hy vọng các thế hệ tiếp nối sẽ nỗ lực hết mình để duy trì và phát triển hơn nữa những thành quả mà ngành đã đạt được trong thời gian qua. Các đồng chí được bổ nhiệm cũng đã hứa quyết tâm phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp phát triển của lĩnh vực dân số, kế hoạch hóa gia đình nói riêng và của ngành y tế Hà Giang nói chung. Sáng ngày 31 tháng 1, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hà Giang tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2015. Trong năm qua, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hà Giang đã tích cực triển khai kịp thời các cơ chế chính sách, giải pháp tiền tệ gắn với triển khai các chương trình, chính sách tín dụng của ngành, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh giảm bớt gánh nặng về chi phí đầu tư sản xuất. Năm 2014, tổng dư nợ của chi nhánh đạt 1.380 tỷ đồng, trong đó cho vay trung hạn và dài hạn chiếm 75% tổng dư nợ. Tổng vốn huy động đạt 950 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,54%. Cho thấy sự tăng trưởng an toàn và bền vững của chi nhánh. Tất cả các nguồn vốn cho vay đều tập trung vào các chương trình lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh như thủy điện, khai khoáng, phát triển vùng chè. Điều này tạo động lực phát triển các tổ chức tín dụng, giúp cho doanh nghiệp và người dân có thêm cơ hội lựa chọn, tiếp cận vốn dễ dàng. Hiện nay, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hà Giang có tổng số 69 cán bộ nhân viên. Tất cả các đối tượng lao động đều được hưởng mọi chế độ chính sách theo quy định của ngành. Năm 2015, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hà Giang phấn đấu đưa nguồn vốn huy động lên 1.152 tỷ đồng và dư nợ cho vay nền kinh tế khoảng trên 1.600 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, thời gian tới, chi nhánh Hà Giang tiếp tục bám sát mở rộng thị trường và ưu tiên việc cấp tín dụng cho các đối tượng khách hàng vay vốn phục vụ sản xuất công nông nghiệp. Dịp này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hà Giang đã tặng giấy khen cho nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh của đơn vị năm 2014. Hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ xây dựng nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, ngày 29 tháng 1, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vị Xuyên đã tổ chức trao tặng nhà mái ấm tình thương cho gia đình chị Đặng Thị Thủy, thôn Đông Cáp 2, thị trấn Vị Xuyên. Ngôi nhà sàn 5 gian có diện tích khoảng 80m² với tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vị Xuyên hỗ trợ gia đình 15 triệu đồng. Hội phụ nữ thị trấn Vị Xuyên hỗ trợ 1 triệu đồng, hội phụ nữ thôn và anh em hàng xóm hỗ trợ nghề công lao động, còn lại là tiền của gia đình và anh em dòng họ hỗ trợ. Sau hơn 3 tháng thi công, đến nay ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhiều phụ nữ nghèo đã được ở trong những ngôi nhà khang trang sạch đẹp, giúp họ xóa đi mặc cảm nghèo khó, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vị Xuyên đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động và phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái của hội viên phụ nữ trong huyện để xây dựng quỹ và huy động sự chung tay góp sức của các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm trong cộng đồng tham gia ủng hộ, hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, quốc lộ 4C hay còn gọi là con đường hạnh phúc, từ thành phố Hà Giang lên với 4 huyện vùng cao nguyên đá là huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và huyện Mèo Vạc với tổng chiều dài trên 160 km, được khởi công xây dựng từ ngày 10 tháng 9 năm 1959. Sau gần 6 năm thi công, đến ngày 20 tháng 3 năm 1965, con đường hoàn thành. Để có được con đường ý nghĩa này, gần 1.500 thanh niên xung phong đến từ 8 tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hải Dương, Nam Định và Hà Giang đã tham gia mở đường hạnh phúc. Trong lao động gian nan vất vả, nhiều người trong số họ đã tìm thấy hạnh phúc của cuộc đời mình. Họ đã chọn nơi đây làm quê hương thứ hai của mình. Sinh ra trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, quê hương Hòa An, Cao Bằng đã nuôi dưỡng và hun đúc truyền thống yêu nước cho ông Hoàng Trùng Dương và bà Lương Thị Hử ngay từ rất sớm. Năm 1959, khi mới chỉ 18 đôi mươi, cả hai đã tình nguyện tham gia vào lực lượng thanh niên xung phong của tỉnh Cao Bằng, rồi sau đó xung phong tham gia mở đường hạnh phúc Hà Giang – Đồng Văn. Mỗi người một đại đội, không biết mặt mà cũng chẳng hẹn trước, hai ông bà quen nhau cũng thật tình cờ trong một lần về thăm quê Cao Bằng. Để rồi sau đó, năm 1964, hai người đã nên duyên vợ chồng và quyết định chọn mảnh đất Đồng Văn là quê hương thứ hai để gắn bó trọn đời. Ở cái tuổi gần 80, mặc dù cuộc sống cũng còn vất vả, song với ông bà, giờ đây hạnh phúc là được chứng kiến sự trưởng thành và lớn khôn của các con, các cháu và sự đổi mới của mảnh đất vùng cao này. Cứ yêu nhau xong rồi là đến cuối cùng thì thôi thì bảo thôi thì ai cũng thanh niên cũng một lần thôi thì bây giờ thì cũng yêu nhau thì cũng để xây dựng với nhau thế thôi. Quá trình mình đi công tác làm cái con đường ở Đồng Văn này thì mình đã thấm thía vào cái tình cảm quê hương của cái đất Đồng Văn rồi. Thì cảm thấy là thấm thía rồi thì mình thích ở thì cứ là cái đấy là lý do khuyến rũ mình ở lại. Gần 50 năm đã đi qua, nhưng mỗi khi nhắc về con đường hạnh phúc, với mỗi cựu thanh niên xung phong khi tham gia mở đường, luôn gợi lại trong tâm thức những kỷ niệm đẹp. Gian lao, vất vả, nhưng rất đỗi tự hào trong cuộc đời. Sau ngày hoàn thành đường hạnh phúc, đa số các thanh niên xung phong trở về với quê hương và mang theo câu chuyện làm đường của mình. Song cũng có không ít người trong số gần 2.000 thanh niên xung phong đã ở lại với Hà Giang bằng một tình yêu sâu sắc. Họ xây dựng hạnh phúc và viết tiếp nên những câu chuyện hạnh phúc của cuộc đời mình. Ông La Xuân Cát, quê ở Hàm Yên, Tuyên Quang, sau ngày mở đường hạnh phúc, ông cũng đã tìm được hạnh phúc của cuộc đời. Bà Nguyễn Bích Liên là người con gái Tày, quê ở Yên Minh, đã trở thành người bạn đời thủy chung, gắn bó. Bà và mảnh đất Yên Minh đã trở thành quê hương, là bến đậu của cuộc đời ông. Bác kêu gọi, dù trai dù gái, phải làm tuyến đường Đồng Văn đây đi. Thì lúc ấy tôi mới có 17 tuổi, thì tôi cũng là thấy bác kêu gọi, khó khăn bao nhiêu cũng đi. Đi lúc ấy đi thì cũng khó khăn, họ làm tuyến đường xong rồi mình cũng đi thôi. Thế là cũng về nhà. Về nhà cũng là trước khi muốn về nhà thì cũng xin phép ở công ty hẳn hoi. Thế xong cho về xong rồi mới gặp ông này, ông chồng này thì quyết định lấy nhau. Chồng như bây giờ cũng lấy khó khăn, nhưng vẫn là 7 đứa con vẫn đảm đương hết. Thế bây giờ chồng đã bị tặng tượng đường 6 năm rồi, vẫn đảm đương cho con. Giờ đây, sau 50 năm ngày tham gia mở đường hạnh phúc, tất cả những thanh niên xung phong ngày ấy, những người còn sống và những người ở lại với Hà Giang đều đã cao tuổi. Song, tất cả họ vẫn sống, cống hiến và làm đẹp thêm cho con đường hạnh phúc, cho mảnh đất và con người Hà Giang. Đường hạnh phúc cho chúng ta hạnh phúc và con người từ lao động lớn lên, có anh em, có bạn hiền, hiểu nhân nghĩa, biết tự tin làm mình, tức là từ cái con đường này đã mang lại hạnh phúc cho
tôi hứa vợ chồng tôi cũng như nhiều đồng đội của chúng tôi ở đất Hà Giang, và cũng từ đó chúng tôi có thêm bầu bạn Hà Giang và gắn bó với Hà Giang, không trở về quê hương nữa mà ở lại xây dựng Hà Giang cho đến ngày nay. Ngày nay, những du khách đi trên con đường này có lẽ không phải ai cũng biết rõ về lịch sử con đường cách đây 50 năm về trước. Vì sao con đường lại mang tên đường Hạnh Phúc? Song trong mỗi người cựu thanh niên xung phong, con đường sẽ mãi là một khúc ca hoành tráng, mà đỉnh Mã Pì Lèng là một biểu tượng cho ý chí, nghị lực, là tình cảm gắn bó giữa miền xuôi với miền ngược. Từ đi mở đường hạnh phúc, để rồi lại tìm thấy hạnh phúc cho cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang hôm nay tới đây xin được khép lại. Một lần nữa, cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.